Mần Mần TV. Ai thế nhỉ? Hàng chuyển phát nhanh, mời anh ký vào đây. Anh chắc chưa? Chắc chắn, anh hãy ký đi. Nhột quá, nhột quá. Xong rồi đó. Đồ của anh đây. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ giao hàng của hãng phù thủy tốc độ. Nếu hài lòng, xin hãy đánh giá 5 sao. Được. Ủa, người đâu rồi? Thôi kệ. Không biết chiếc hộp này có gì nhỉ? Mở ra thử coi. Không được. Đây là đồ của em. Đưa cho anh. Của em mà. Đưa đây. Đấy, anh thử mở ra xem. Sao khó mở thế nhỉ? Dạ. Anh thấy chưa? Nhất định anh sẽ mở được. Úi giời. Nhìn anh đây này. Dạ. 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 Đều. Có cái hộp mà cũng không mở ra được. Dạ. Mở ra đi. Một giờ sau. Mệt quá đi. Anh đúng là đồ yếu đuối mà. Em đi đây. Chờ đã. Tức thế. Chắc chắn con bé giấu gì đó rồi. Mình phải theo dõi mới được. Đúng rồi. Gậy phép của ta. Ấm tay ra. Wow, là một chiếc mũ phù thủy. Còn cả váy nữa này. Ông ta la. Yeah. Ông ta la, lên nào. Tuyệt thật đấy. Ông ta la, biến hình. Wow, thích quá đi. Em gái mình biết phép thuật ư? Để xem còn gì nữa đây. Công thức chế tạo kẹo mút vĩnh cửu. Đầu tiên, lấy một ít nước ở bình đỏ. Sau đó, pha nước ở bình xanh nào. Lắc đều lên đã. Để xem nào. Wow, mình thành công tạo ra kẹo mút vĩnh cửu rồi. Ơ, sao thế này? Amanda, anh cũng muốn có kẹo mút vĩnh cửu ăn mãi không hết. Em bắt nạt anh. Thôi, đừng khóc nữa. Em tranh cái vòng này. Nếu gặp khó khăn, anh chỉ cần nói với nó. Em sẽ giúp anh. Chiếc vòng này thần kỳ vậy á. À, để em giới thiệu với anh người bạn mới của em. Cậu ấy tên là Huggy. Bắt tay nào. Chào cậu nha. Ngày hôm sau. Thôi xong rồi. Mình nhớ đã để vào rồi mà. Giờ đến lớp kiểu gì cũng bị thầy phạt cho coi. À, phải rồi. Amanda, Amanda. Chuyện gì vậy? Giúp anh với. Anh để quên vở bài tập ở nhà rồi. Hả? Được rồi. Ấm mà là biết. Hello. Wow. Yeah. Sao lâu vậy? Khi là tôi đến rồi đây. Amanda nhờ cậu mang vợ đó cho tôi phải không? Đúng vậy. Cảm ơn nhé. Về thôi. Hey, vô, vô. Ô la la. Chú em, đưa hết tiền trên người đây thì bọn anh mới tha cho. Amanda, cứu anh. Amanda, Amanda. Này, đứa nào đấy?
Dám bắt nạt bạn của ta. Đúng rồi, như vậy đấy. Mạnh lên, cậu làm tốt lắm. Chạy. Đã yếu còn thích ra gió. Wow, cậu tuyệt thật đấy. Bon Bon, chuyện gì thế? Amanda bị bắt cóc rồi. Chúng ta phải đi cứu cô ấy thôi. Đi thôi. Cẩn thận đấy. Amanda kia rồi. Chống cự vô ích thôi. Xả ta ra. Mau đưa chiếc vòng này, nếu không ta sẽ cho ngươi biến mất mãi mãi. Dừng lại. Thứ ngươi cần đang ở chỗ ta. Mau thả Amanda ra, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Đừng đưa cho hắn. Đưa cho ta. Đến đây mà lấy này. Hả? Mau cứu Amanda. Amanda, cậu có sao không? Dạ. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Dạ. Ôi không. Anh Bên Bên, em có sao không? Em không sao. Ổn rồi. May có cậu ấy giúp nữa. Mình về thôi. Nếu bố là mối tình đầu của con gái thì anh trai chắc chắn là thiên thần hộ mệnh. Không phải theo một cách cảm động nhẹ nhàng như chị gái, nhưng anh trai sẽ cho bạn những sự giúp đỡ thiết thực và âm thầm nhất đấy. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn và các diễn viên khác. Ôi da, ai đi không nhìn đường vậy hả? Yêu quái, yêu quái. Không, không, đừng sợ, đó không phải yêu quái. Đừng đến gần tôi. Trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Ôi, cậu đừng khóc mà. Cậu bình tĩnh, kể lại cho tớ nghe có chuyện gì nào. Tớ đang đi du hành giữa các hành tinh. Khi tới trái đất thì thiết bị du hành bị hết điện rồi, không về nhà được. Tớ phải làm sao bây giờ? À, mình có cách rồi. Đừng lo, tớ có cái này cho cậu. Bảo bối pin con thỏ siêu cấp rồ. Đúng thứ cần rồi, cảm ơn cậu. Wow, thiết bị du hành của tớ hoạt động trở lại rồi. À, tớ có cái này cho cậu. Tớ tặng cậu chiếc đồng hồ này. Khi cậu nghĩ, nó sẽ nhả những icon đáng yêu theo cảm xúc của cậu. Nhưng hãy sử dụng nó đúng cách nhé. Mình chả hiểu gì cả. Tạm biệt. Khoan đã, mình phải làm gì đây? Đồng hồ nhã icon. Wow, thú vị thật đấy. Ôi không. Đi đi, đừng đuổi theo tôi. Cứu tôi với. Ôi da. Ây da. Amanda. Anh Jackie. Em có thứ này thú vị cực. Anh xem đi này. Được rồi, cái gì thế Amanda? Em có cái này hay lắm. Icon vui vẻ, tức giận, đè lưỡi. Wow, tranh thử xem nào. Icon ngạc nhiên. Em cho anh mượn chơi nha. Không bé ơi. Tức quá đi. Đồ đáng ghét. Đừng hòng động đến đồng hồ của em. Các con ơi. Dạ. Các con thấy mẹ mặc cái váy này có đẹp không? Trông mẹ cứ thế nào ấy nhỉ? Mẹ đẹp tuyệt vời. Tặng mẹ thật nhiều tim luôn. Icon bắt trái tim. Cái con bé này.
chỉ khéo nịnh thôi. Đây, mẹ thưởng con bánh này. Con xin ạ. Mẹ ơi, phần của con nữa ạ. Nhưng mẹ có mỗi một cái thôi con. Wow. Ngon quá. Bánh ngon lắm mẹ ạ. Mẹ chả thương gì mình cả. Nhất định mình sẽ tìm cách lấy được chiếc đồng hồ ấy. Đây, lát con cầm cái này sang cho anh con nhé. Dạ vâng ạ. Anh dễ bị lừa mẹ nhỉ. Tối hôm ấy, chắc đồng hồ sắp hết pin rồi, mình phải sạc thôi. Nhìn kìa, có ai đó đang lặng lẽ vào phòng của Amanda. Em ấy ngủ sai rồi. Ui da, nguy hiểm quá. Cái đồng hồ đây rồi. Yeah. Hãy xem ta đây. Ê ê, tớ có cái này hay lắm. Chỉ cần tớ nghĩ là một con icon theo suy nghĩ của tớ sẽ hiện lên. Icon mặt cười tươi. Ha, hay quá, tụi cho tớ mượn với. Yeah, icon chóng mặt. Icon khóc. Ôi, đúng là icon sẽ hiện theo suy nghĩ thật này. Tuyệt vời quá chắc kì ơi. Cho tớ mượn với, tớ cũng thử. Mọi người bình tĩnh, xếp hàng lần lượt nha. Tớ trước, cho tớ mượn trước. Trật tự. Cả lớp vào học rồi. Ôi, chiếc đồng hồ đang nháy liên tục. 1 + 1 = 2. Đúng thì gật, sai cãi cho thầy. Hả? Ủa? Jackie, em muốn phản đối lời giải của thầy hả? Dạ, không phải em. Nó tự hiện lên thầy ơi. Biến mất đi, biến mất đi. Em mà còn dùng icon ha ha lần nữa thì ra khỏi lớp cho thầy. Vâng ạ. À, mà biến mất. Jackie. Bài của em đây. Em nhớ chú ý học hành đấy. Jackie, em làm tốt lắm. Không biết các cậu ấy làm bài thế nào. Mỗi mình được điểm A. Tiếng dễ nhỉ. Ôi không. Cậu lại cười bọn tớ. Không như các cậu nghĩ đâu. Không không, không phải như vậy đâu. Ôi da, đau quá. Mình hồi hộp quá. À, lại tăng cân, bụng thừa một đống mỡ rồi. Hả? Mẹ, đừng hiểu lầm. Jackie, con. Không mẹ ơi, à, con dừng lại ngay. Jackie, con có ý kiến với cân nặng của mẹ hả? Không đâu mẹ ơi, mình phải làm sao đây? Không. À. Trong một khu rừng nhỏ. Anh không dám lấy trộm của em nữa. Giúp anh tháo nó ra đi. Jackie kể lại cho Amanda nghe chuyện chiếc đồng hồ liên tục hiện lên icon, khiến cho mọi người hiểu nhầm mình. Chắc chiếc đồng hồ này bị lỗi rồi. Anh phải chờ hết pin mới tháo được. Thật thế hả Amanda? Tiêu rồi. Còn những 80% pin cơ. Anh phải làm sao đây? Anh bỏ em ra. Con bé đáng sợ quá. Amanda, tớ mang đồ ăn đến cho cậu này. Ôi may quá, cậu đến thật đúng lúc. Amanda kể lại chuyện anh Jackie làm hỏng chiếc đồng hồ và nhờ Venom tháo nó ra giúp anh trai mình. Cậu đừng lo, cứ để tớ. Thì, phiêu. À, tháo được rồi, cảm ơn cậu nhé. Tớ cảm ơn. Các cậu nhớ phải sử dụng chiếc đồng hồ vào việc có ích nha. Tớ đồng ý. Sống trên đời này, bất cứ ai cũng từng phạm sai lầm. Nhưng đáng quý hơn cả là chúng ta nhận ra sai lầm ấy và biết nhận lỗi, sửa sai. Trong câu chuyện trên, Jackie cũng đã nhận ra sai lầm của mình và đã hối lỗi. Điều ấy thật đáng quý, phải không nào các bạn? Đâu rồi nhỉ? Mình nhớ để đây mà. Ôi không,
Cũng may chiếc hộp không làm sao cả. 10 năm trước. Vô. Amanda, nhìn anh này. Buồn cười quá. Lâu lắm mới được ăn kem ngon thế này. Các con. Bố. Hai cái đứa này. Không nhờ vả được cái gì cả. Bố không chịu nổi các con nữa rồi. Các con trật tự đi nào. Dọn nhà cho bố ngay. Vâng nhà. Cuối cùng bố cũng đi rồi. Các con không dọn sạch sẽ thì bố phạt 1 tháng. Không cho ăn kem đâu nghe chưa. Hả? 1 tháng á? Không được. Vì sợ bị phạt 1 tháng không được ăn kem, hai anh em ngay lập tức đứng lên dọn dẹp lại căn phòng. Ơi, anh mệt quá. Mau dọn tiếp đi anh Bon Bon. Anh ấy ngốc thật. Ủa, trong tủ có gì đó đang phát sáng thế kia. Hộp gì thế này? Wow, là một chiếc cốc. Đẹp thật đấy. À, khác quá. Amanda, rót hộ anh cốc nước với. Anh chị em một lát nhé. Nước của anh đây. Anh cảm ơn. Ồ, gì thế này? Cuối cùng thì sau ngàn năm, ta cũng được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Yahoo! Đấy là đèn điện mà. Hả? Cái gì con? Cái này. Ông là ai vậy ạ? Giới thiệu với hai con, ta là một vị thần quyền năng nhất vũ trụ này. Vị thần quyền năng gì mà lại ở trong một cái cốc chứ? Em nghĩ ông ấy nói điêu đấy anh ạ. À. Thôi, mình dọn nhà tiếp đi, bố sắp về rồi. Dạ vâng. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Đồ chơi biến mất rồi. Ai làm điều này vậy? Các người đã thấy sức mạnh của ta chưa? Đỉnh của chớp luôn. Thần. Úi giời. Wow, ngài lợi hại quá. Đương nhiên rồi. Ngài biến kem cho bọn cháu đi ạ. Kem. Kem là cái gì? Úi là trời. Ta có thể làm được những thứ còn tuyệt vời hơn nữa kìa. Thật ạ? Chắc chắn luôn. Hành động thôi. Thích quá đi. Quạt mạnh lên con. Cái thằng, đấm mạnh lên tí nữa. Đúng rồi đây. 5 minutes later. Ngài đã thấy hài lòng chưa ạ? Em mệt quá rồi. Không. Sắp rồi. Ta sắp hài lòng rồi. Hai anh em Bon Bon lại tiếp tục chạy lanh quanh phục vụ ông thần khó tính. Không biết đến khi nào ngài ấy mới thực hiện mong muốn của hai anh em đây nhỉ. Ta muốn ăn nho nữa. Thế thiệt Bon Bon. Hai đứa đáng sợ quá. Em chịu hết nổi rồi. Em thà dọn nhà cho bố còn hơn. Cháu không cần nữa. Một tí thôi mà. Sắp được rồi. Ta sắp hài lòng rồi. Nghe lời ta đi. Ê, đừng manh động. Ta là thần đấy. Ngươi muốn gì? Mà. Thôi mà, cháu cho ngài kem này. Ủ tèm, ngài ăn đi. Cuối cùng cả ba lại ngồi vui vẻ ăn kem với nhau. Kem ngon quá đi. Quá đã luôn. Yeah. Ôi da, sao số mình đen thế này. Buồn cười quá đi. Thích thật đó. Hãy xem thần tốc của ta đây. Biu 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 biu. Cả ba cùng chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Mà bắt ta đi này. Cho bắt.
được ngài rồi nha. Ta đã ở một mình cả ngàn năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta vui vẻ như vậy. Ta cảm ơn hai đứa nha. Chúng ta là bạn mà. Không hay rồi. Đây là đâu thế này? Sao người này quen thế nhỉ? Thần Cốc, nghe biết hắn sao? Kiếm tìm ngàn năm nay, cuối cùng ta đã tìm được ông rồi, bạn già. Ờ, hóa ra là bạn của ngài hả? Dừng lại, chính hắn là kẻ khiến ta phải trốn trong cốc cả ngàn năm nay. Hắn chính là một nửa tính cách đen tối của ta. Thôi thôi ông bạn già, kể chuyện của tính cách thôi, xem ra đây. Bây giờ hai ta sẽ hợp lại thành một. Chúng ta sẽ cùng thống trị thế giới. Không, không. Thần Cốc, ngươi định trốn tiếp sao? Ta sẽ khiến hai đứa trẻ này phải chịu đau đớn. À, thì yeah, ta không cho phép ngươi làm hại họ. Yeah. Ngươi định làm gì? Ta với ngươi vốn là một, hãy cùng nhau tan biến đi. Không thể nào, thả ta ra. Biến đi. Yeah. Không, thả cho tôi đi. Dừng lại đi mà. Thần Cốc nghẹn ngào nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Bon Bon và Amanda. Hãy sống tốt nhé, các bạn của ta. Thần Cốc ơi, ngài đang ở đâu? Thần Cốc, tôi rất muốn được gặp lại ngài. Xin chào Amanda. Nếu ai hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì ta nên nhấn mạnh rằng tình bạn là vô giá. Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy. Cảm ơn thời gian đã cho chúng ta gặp nhau. Để tôi biết thế nào là tình bạn chân thành. Hẹn bạn một ngày không xa, mình có thể gặp lại nhau nhé. Chúc mừng sinh nhật con gái. Mẹ tặng con này. Con xin ạ. Mong là con sẽ thích nó. Wow, búp bê đẹp quá. Con cảm ơn mẹ. Thích quá đi. Giờ chị sẽ kể chuyện cho em nghe nhé. Ngày xưa, ngày xưa. Chị đi học về rồi đây. Em có nhớ chị không nào? Chúng mình cùng đi ngủ nhé. 3 năm sau. Thời gian trôi đi, Amanda dần khôn lớn. Tính cách và sở thích của cô bé cũng đã thay đổi. Amanda cũng không còn quan tâm đến búp bê như trước nữa. Tại trường học LT. Nhìn kìa, đứa lập dị đến rồi. Dù các bạn trong lớp có trêu chọc, cười đùa như thế nào thì Amanda cũng không quan tâm và tiếp tục ngồi học bài. Sách của tớ, mau trả tới đây. Không trả đấy. Đỡ lấy này. Trả tới đây. À. À. Đau quá. Đồ lập dị. Liêu liêu liêu. Tại sao chứ? Không thể chịu đựng trước những lời nhạo báng của các bạn, Amanda tủi thân chạy ra khỏi lớp học. À. Là búp bê. Tớ xin lỗi nhé. Nhìn nụ cười của búp bê khiến Amanda nhớ đến những tiếng cười chế nhạo của các bạn, làm cô rất sợ hãi. À! Mình không được mềm lòng. Ta ngửi thấy mùi căm hờn ở đâu đây? Đây rồi, người có muốn trả thù không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hay chưa? Ha ha!
rồi. Ta không chỉ giúp ngươi trở thành người, mà còn cho ngươi một phần sức mạnh của ta. Hãy báo thù đi. Được. Ông già. Ta không sao. Em vào đây đi. Đây là học sinh mới của lớp ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha. Xin chào, mình là búp bê. Cậu ấy dễ thương quá. Wow, mình cảm nắng cậu ấy mất rồi. Làm gì mà cậu ấy phải hớn hở thế chứ? Ui, đúng gu của mình luôn. Về chỗ ngồi đi em. Dạ vâng. Chào cậu nha. Chào cậu. Cứ chờ xem. Hả? Cậu ấy xinh quá đi. Lát cậu ở lại dọn vệ sinh lớp cùng tớ được không? Cậu yên tâm, tớ cân được hết. Cậu không phải lo đâu. Tớ làm vèo cái là xong ấy mà. Thật thế á? Cậu buồn lắm đúng không? Cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm. Cậu nói gì? Tớ không hiểu. Lại còn giả bộ nghi thơ. Để xem lần này có ai tin cậu không. Búp bê bắt đầu dùng năng lực đặc biệt của mình để điều khiển cánh tay của Amanda. Hả? À, tớ, cậu có sao không? À, Amanda, cậu làm gì vậy hả? Không, không phải tớ. Tớ đã chứng kiến tất cả, cậu còn chối à? Là cậu ấy tự làm tất cả. Cậu thôi đi. Mình vào lớp thôi. Tức quá đi. Cậu có biết Amanda thích cậu không? Đừng nói là cậu cũng thích cái đứa lập dị đó nha. Ngày trước rõ ràng hai đứa chơi thân với nhau. Đúng rồi đấy, tớ mà thèm để ý cô ta à. Chỉ là chơi đùa đứa lập dị ấy rất vui thôi. Sao cơ? Búp bê nhớ lại trước đây, mỗi khi đi học về, Amanda lại cầm mình lên ôm, rồi ngồi khóc một mình trong phòng. Và cơ thể của cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng xây xát mặt mày. Như thế vui mà. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cô chủ khóc nhiều như vậy. Mưa to quá, mình lại quên đem ô rồi. Cậu bé lập dị kìa. Lạnh thật đấy. Ê... Cậu đi đâu thế? Bọn tớ dẫn cậu đi nha. Cậu làm gì thế? Đừng lại gần tôi. Chẳng phải cậu thích chơi với tôi sao? Để cho cậu ấy yên. Ai vậy? Búp bê tức giận và bắt đầu sử dụng năng lực đặc biệt của mình khiến đám bạn xấu tự đánh lẫn nhau. Cơ thể mình sao thế này? À, ôi da, à, mũi của tôi. Cả bốn người cứ thế lao vào cấu xé lẫn nhau mà không dừng lại được. Chính các cậu gây sự trước đấy nhé. Đáng đời các cậu. Tớ không biết hôm trước tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng chuyện hôm nay cảm ơn cậu nha. Chỉ là tớ có chút hiểu nhầm thôi. Mình làm bạn nhé. Tớ đồng ý. Chúng mình đi thôi. Hôm nay tớ vui lắm. Ai thế kia? Ta cho ngươi mượn sức mạnh. Không phải như thế này. Hãy giao con bé cho ta. Ông không được làm hại cô chủ. Ngươi dám phản bội ta, vậy thì hai ngươi sẽ là tế phẩm của ta. Nhận lấy này. Eo ơi, mùi quá đi. Phải làm sao đây? Chỉ có cách này thôi. Gì thế này? Ngươi định làm gì ta? Không! Búp bê, tớ mãi là bạn của cậu. Bạn bè sẽ luôn ở bên nhau bảo vệ nhau. Không! Búp bê, cậu đâu rồi?
Thì ra là cậu. Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa. Tình bạn là một trong những tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta may mắn có được. Đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã, giận hờn nhau. Nhưng khi chúng ta gặp khó khăn vấp ngã, bạn sẵn sàng giang tay giúp đỡ ta vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm. Tình bạn diệu kỳ như thế đấy.